Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi đến với phần cuối cùng bản tin FPC Thế Giới. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ biến động nhẹ bởi đà báo cáo doanh thu của các công ty nhờ những dữ liệu kinh doanh đúng kỳ vọng của những tập đoàn công nghệ lớn mà trong phiên giao dịch vào ngày 24 tháng 4, Phố Wall đã có một ngày tăng điểm dù nhẹ nhưng cũng đủ để quay lại sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24 tháng 4, chỉ số công nghiệp Dow Jones không thay đổi so với phiên trước đó, trong khi chỉ số S&P 500 tăng hơn 0,1% và Nasdaq tăng hơn 0,5%. Ngay sau tiếng chuông đóng phiên, hàng loạt các công ty công nghệ lớn của Mỹ công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014. Thu nhập ròng của Amazon tăng hơn 30% so với quý trước, còn doanh thu thì tăng cao hơn so với kỳ vọng hơn 20%. Nhờ doanh số của các mặt hàng điện tử mà hãng bán lẻ này đạt kết quả tốt như vậy. Microsoft cũng công bố doanh thu và lợi nhuận, mặc dù lợi nhuận giảm nhưng dù sao cũng chưa khiến thị trường thất vọng. Thị trường máy tính cá nhân khó khăn ảnh hưởng lớn đến tập đoàn này, bởi mảng kinh doanh chính của hãng vẫn là hệ điều hành Windows cho PC. Ngoài hai cái tên nổi bật của làng công nghệ, cà phê Starbucks cũng công bố doanh thu cao hơn so với kỳ vọng. Ngược lại với đà khởi sắc của các thương hiệu, lợi nhuận mà GM thu được trong quý 1 giảm đến gần 90%. Nguyên nhân vì trong thời gian qua, hãng xe hơi này bị thiệt hại nghiêm trọng cả về tiền bạc lẫn uy tín khi liên tục triệu hồi xe vì sự cố kỹ thuật. Nhưng dù sao kết quả kinh doanh của GM vẫn chưa đến mức làm thị trường thất vọng. Chứng khoán châu Á kết thúc tuần trong xu hướng đan xen, trong khi chứng khoán Nhật hồi phục nhờ lực đỡ từ đồng yên, thì cổ phiếu Trung Quốc và Hàn Quốc bị kéo lùi bởi một số tập đoàn công bố lợi nhuận doanh thu dưới kỳ vọng. Đóng phiên giao dịch ngày 25 tháng 4, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng hơn 0,1% và AS 200 của Úc tăng hơn 0,2%. Trong khi đó, chỉ số Shanghai của Thượng Hải giảm 1% và Kospi của Hàn Quốc giảm hơn 1,3%. Tại thị trường chứng khoán Nhật Bản, đồng yên trượt dốc giúp chứng khoán kết thúc ngày giao dịch cuối tuần tăng nhẹ. Hiện tại, yên đang ở mức giá 102,3 yên đổi 1 đô la Mỹ. Vào đầu phiên, chỉ số Nikkei đã tăng gần 0,6% sau khi có thông tin chỉ số tiêu dùng tăng mạnh. Tín hiệu lạc quan cho thấy cuộc chiến giảm phát tại Nhật Bản đã bắt đầu có kết quả. Nhưng sau đó, chỉ số này lại giảm dần và kết phiên ở mốc tăng hơn 0,1%. Về các doanh nghiệp, cổ phiếu của hãng xe hơi Honda giảm gần 1% sau khi đưa ra nhận xét lãi ròng của hãng năm nay có thể sẽ không được như kỳ vọng ban đầu, chỉ vào khoảng gần 600 tỷ yên thay vì 700 tỷ như dự báo của thị trường. Hãng xe Mazda cũng không khá hơn, giảm 0,2%. Mặc dù trước đó Mazda cho hay trong năm nay lợi nhuận ròng của hãng có thể tăng sấp xỉ 20%, đúng như dự báo của các nhà phân tích. Ngược lại với hai hãng xe, tập đoàn NTT Docomo tăng cổ phiếu gần 1% sau khi công bố thông tin đã rao bán gần 30% cổ phần của mình trong một công ty Ấn Độ sau một thời gian dài đầu tư thua lỗ. Trên thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai của sàn Thượng Hải kết thúc phiên ở mốc điểm thấp nhất trong 3 tuần qua, mặc dù trước đó đã lấy lại đà hồi phục nhẹ. Mặc dù vậy, trong phiên này, điểm sáng của chứng khoán Trung Quốc là cổ phiếu của các ngân hàng. Sau thông tin các ngân hàng ở vùng sâu vùng xa được giảm tỷ lệ vốn dự trữ, ngân hàng xây dựng và nông nghiệp Trung Quốc tăng lần lượt 0,3% và 0,4%. Giảm mạnh nhất trên sàn Thượng Hải trong phiên này là cổ phiếu của tập đoàn nước giải khát Weizhou Moutai. Cổ phiếu của hãng mất giá gần 7% sau khi đạt lợi nhuận quý 1 thấp nhất trong vòng 3 quý trở lại đây. Ngược lại, cổ phiếu của tập đoàn năng lượng Wanhui tăng cao nhất gần 5%. Cuối cùng là chứng khoán Hàn Quốc. Chỉ số Kospi kết thúc tuần với ngưỡng điểm thấp nhất kể từ cuối tháng 3 sau một loạt các công ty công bố kết quả kinh doanh không khả quan. Hyundai Motor giảm 2,5% giá cổ phiếu do lợi nhuận dưới kỳ vọng. Hãng đổ lỗi do đồng won tăng giá gây khó khăn cho việc kinh doanh. Tập đoàn điện lực Hàn Quốc thì mất giá cổ phiếu 4% khi lợi nhuận quý 1 giảm đến hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tuần sau, nhà đầu tư nước này sẽ đón kết quả kinh doanh của Samsung. Hiện cổ phiếu của hãng đã giảm giá 0,6%. Những công ty Trung Quốc lớn như Tencent và CNOOC vẫn tiếp tục tìm kiếm nguồn tài chính ở nước ngoài bằng cách phát hành trái phiếu cho dù đồng nhân dân tệ yếu đi. Trong khi nhân dân tệ yếu đi, các công ty Trung Quốc lớn trong đó có CNOOC và Tencent vẫn tiếp tục tìm nguồn tín dụng ở nước ngoài. Vì sao lại như vậy? Hiện giờ chính phủ Trung Quốc đang thắt chặt tiền tệ trong nước, cô biết đó. Hiện giờ các công ty bất động sản Trung Quốc rất ăn nên làm ra ở nước ngoài. Họ sẽ phải mượn tiền ở nước ngoài luôn vì các ngân hàng trong nước không cho vay dễ dàng như trước nữa. Ngoài ra thì cũng có một cách giải thích khác là các công ty Trung Quốc đang tăng cường mua tài sản trên toàn cầu, do đó họ cần một lượng lớn ngoại tệ. Vậy xu hướng hướng ngoại này vẫn tiếp diễn chứ? Tôi nghĩ là sẽ vẫn tiếp diễn, hãy xem vì sao. CNOOC đã mua khoảng 4 tỷ đô la Mỹ trái phiếu, số tiền này là để tái đầu tư vào vụ sáp nhập với công ty dầu khí Canada Nexen. Các thỏa thuận này chỉ có thể tăng lên về quy mô nếu như Trung Quốc toàn cầu hóa hơn. Các công ty Trung Quốc ra sức tiến ra nước ngoài, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chỉ là một bước, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Công nghệ máy in 3D đang rất phát triển, bây giờ chúng ta có thể in mọi thứ bằng máy in 3D, từ những vật dụng trang trí đến cả bánh kem hay chocolate. Nhưng có lẽ ít ai nghĩ nó có thể in ra được cả một tòa nhà.
mới đây tại Trung Quốc vừa xuất hiện đến 10 căn nhà xây bằng máy in 3D. 10 tòa nhà đầu tiên xây bằng máy in 3D vừa được đưa vào sử dụng tại Thượng Hải, Trung Quốc, với những chủ nhân đầu tiên là các nhân viên văn phòng. Mỗi ngôi nhà có chi phí tổng cộng khoảng 5.000 đô la, thời gian xây dựng là khoảng 24 giờ. Các bộ phận của tòa nhà do một công ty công nghệ có tên là Suzhou Jinzhuan tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, in ra bằng những máy in 3D cỡ lớn dài 152m, rộng 10m và cao 6m. Thành phần mực in để tạo ra các bức tường và những bộ phận khác của ngôi nhà là từ cát, bê tông và sợi thủy tinh. Đại diện công ty cho biết, hỗn hợp này cho ra thành phẩm cứng gấp 5 lần vật liệu xây dựng thông thường. Chúng tôi có thể in toàn bộ các bức tường trong nhà máy, sau đó mang đến công trường để các công nhân ráp lại. Các bức tường được in rỗng bên trong với khung thép. Công nhân chỉ việc đổ bê tông vào nữa là xong, rất đơn giản. Những căn nhà này còn phải chờ thời gian để kết luận về độ bền và khả năng chịu lửa. Đây cũng không phải là những ngôi nhà xây bằng máy in 3D đầu tiên trên thế giới. Các ngôi nhà đầu tiên đã được xây ở Mỹ và Hà Lan. Chuyển sang những thông tin khác. Vào thứ Năm vừa qua, Trung Quốc đã thông qua luật môi trường sửa đổi. Theo đó, chính phủ nước này sẽ đưa ra những hình phạt nặng hơn cho những công ty làm ô nhiễm môi trường. Sau 25 năm, luật môi trường của Trung Quốc lại được sửa đổi. Việc luật môi trường Trung Quốc được sửa đổi đã được giới quan sát nước này đoán trước. Sau nhiều cuộc tranh luận với các học giả, chính phủ Trung Quốc đã quyết định sửa luật để trấn an sự tức giận của người dân đối với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Việc xem xét lại luật môi trường là cách duy nhất để cải thiện tình trạng ô nhiễm hiện tại ở Trung Quốc. Đây cũng là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc. Tôi nghĩ luật sửa đổi lần này sẽ rất quan trọng đối với tương lai đất nước chúng ta. Các điều luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, cho thấy bảo vệ môi trường đang là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Trung Quốc. Bộ Môi trường Trung Quốc theo đó có quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn. Chính phủ Trung Quốc cũng đang tiến hành các bước chuẩn bị để công khai quá trình quản lý và giám sát bảo vệ môi trường. Nhưng chính phủ Trung Quốc đã không đáp lại yêu cầu của các tổ chức phi chính phủ và cho phép họ phát đơn kiện các công ty gây ô nhiễm môi trường. Một trong những điều luật gây tranh cãi nhất trong luật sửa đổi là điều khoản ngăn các tổ chức môi trường kiện các doanh nghiệp gây ô nhiễm. Theo quy định mới, chỉ có các tổ chức của chính phủ mới có quyền thực hiện các hành động pháp lý nhằm vào các công ty gây ô nhiễm. Chỉ có các tổ chức chính phủ mới có thể giám sát, thêm vào đó, các tổ chức này cũng đóng vai trò giảm nhẹ các hậu quả từ ô nhiễm. Việc sửa đổi luật môi trường phản ánh nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc giảm ô nhiễm, nhưng sự hạn chế trong các điều luật sửa đổi đã khiến người dân Trung Quốc không mấy hài lòng. Thưa quý vị, một tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ có tên là B612 vừa đưa ra cảnh báo rằng nguy cơ một thiên thạch va vào trái đất cao hơn những gì mà giới khoa học trước đây vẫn nghĩ. Dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện, B612 cho biết, từ năm 2000 đến năm 2013, hệ thống nhận diện sóng hạ âm, loại sóng dưới ngưỡng nghe của con người đã thống kê được 26 vụ nổ lớn trên bầu khí quyển do thiên thạch va vào trái đất. Cá biệt, một trong các vụ nổ xảy ra vào ngày 15 tháng 2 năm 2013 trên bầu trời Chelyabinsk của Nga đã khiến hơn 1.000 người bị thương. Theo B612, trung bình 100 năm, trái đất sẽ va chạm với một thiên thạch hàng megaton một lần. Nếu một thiên thạch 1 megaton vượt qua bầu khí quyển, thì nó có thể hủy diệt cả một thành phố trên bề mặt trái đất. Chi phí xây dựng một bản đồ theo dõi thái dương hệ để bảo vệ trái đất chỉ bằng việc xây một cầu vượt qua đường cao tốc. Có người nghĩ rằng làm sao lại làm việc này khi còn nhiều vấn đề cần giải quyết khác như đói nghèo hay môi trường. Tôi không có chuyên môn giải quyết các vấn đề trên, nhưng tôi biết việc bảo vệ trái đất khỏi thiên thạch là vấn đề toàn cầu và chúng tôi thực hiện được. Hiện B612 đang xây dựng một kính thiên văn hồng ngoại nhằm theo dõi những thiên thạch có khả năng gây nguy hại cho trái đất. Dự án này trị giá khoảng 250 triệu đô la Mỹ, sẽ ra mắt vào năm 2018 với sự góp vốn từ tư nhân. Vào tuần sau tại châu Á có những tin tức đáng chú ý như chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama và lợi nhuận của tập đoàn điện tử Samsung. Tuần sau tại châu Á sẽ có nhiều quốc gia bước vào kỳ nghỉ lễ. Dù vậy, triển vọng từ lợi nhuận thị trường vẫn rất hấp dẫn nhà đầu tư. Nhưng trước hết, chuyến đi của Tổng thống Mỹ Barack Obama vòng quanh châu Á sẽ vẫn là tâm điểm theo dõi của thị trường. Vào thứ hai tuần sau, Tổng thống Obama sẽ đến Philippines và lưu lại đây trong 2 ngày. Chuyến thăm của ông Obama diễn ra sau khi có nhiều cuộc biểu tình trước đại sứ quán Mỹ ở Manila. Người dân Philippines phản đối việc Mỹ đưa quân đội tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines. Lợi nhuận của các cổ phiếu blue chip cũng được các nhà đầu tư theo dõi sát sao. Đầu tiên là lợi nhuận quý của ngân hàng lớn nhất thế giới tính về giá trị tài sản. Ngân hàng Trung Quốc ICBC đạt lợi nhuận tốt hơn dự đoán vào quý trước nhờ thu nhập từ lợi nhuận cho vay. Tuy nhiên hiện nay các nhà đầu tư lại quan tâm đến các khoản nợ xấu để có thể ước đoán được kinh tế Trung Quốc đang chậm tốc ở mức độ nào. Thị trường tỏ ra vẫn lạc quan với cổ phiếu ICBC, thậm chí Reuters vẫn khuyến nghị mua đối với cổ phiếu này. Vào thứ ba tuần sau, kết quả kinh doanh của hãng điện tử Samsung sẽ được công bố. Hãng này đã tiết lộ rằng lợi nhuận quý có thể sẽ dưới mức dự đoán của các chuyên gia. Đầu tháng này, Samsung ước tính lợi nhuận hoạt động sẽ giảm vì doanh số các mặt hàng chủ lực của hãng giảm.
Thưa quý vị, những cập nhật nhanh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC Thế Giới. Một lần nữa, Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.